Thưa quý vị, Hội thi Dân vận khéo thành phố Đà Nẵng lần thứ nhất năm 2023 do Ban Dân vận Thành ủy chủ trì tổ chức đã trải qua 2 ngày thi sôi nổi với sự thể hiện xuất sắc của 19 đội thi. Chiều nay, Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng tổ chức lễ bế mạc hội thi. Tham dự lễ bế mạc có Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực Ban Dân vận Trung ương tại Đà Nẵng Đỗ Thịnh, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi. Hội thi diễn ra nhằm thực hiện hiệu quả đề án số 04 của Ban Thường vụ Thành ủy và thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng. Phát biểu tổng kết hội thi, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, kiêm Trưởng ban Tổ chức hội thi Lê Văn Trung khẳng định, Hội thi Dân vận khéo thành phố lần thứ nhất năm 2023 đã thành công tốt đẹp. Hội thi có sự tham gia của 19 đơn vị với gần 500 thành viên. Các đội đã thực hiện có chất lượng các nội dung thi do ban tổ chức đề ra, gồm chào hỏi, kiến thức và trình diễn tiểu phẩm. Đặc biệt, tại phần tiểu phẩm, các đơn vị chọn đề tài khá phong phú đã tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh nổi cộm trên địa bàn thành phố hiện nay. Hội thi của chúng ta đã đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Đây thực sự là hoạt động chính trị thiết thực trong công tác dân vận của Đảng bộ thành phố. Thông qua các phần thi đã tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, sinh động các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân vận là dịp để đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận, giao lưu, học hỏi, trao đổi, học tập kinh nghiệm, công tác, kỹ năng xử lý các tình huống dân vận ở cơ sở. Kết quả của hội thi đã khẳng định được sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác dân vận nói chung và phong trào thi đua dân vận khéo nói riêng. Đây là kết quả bước đầu trong việc triển khai thực hiện đề án 04 của Ban Thường vụ Thành ủy. Theo ban tổ chức, kết quả chung cuộc giải nhất thuộc về đội Công an thành phố Đà Nẵng với tổng số điểm cao nhất qua các phần thi. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã trao các giải nhì, giải ba, giải khuyến khích và giải thưởng đội thi ấn tượng nhất cho các đội. Hội thi Dân vận khéo thành phố Đà Nẵng lần thứ nhất năm 2023 khép lại với những dấu ấn đậm nét là điểm nhấn quan trọng trong công tác đẩy mạnh phong trào thi đua Dân vận khéo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.